Ngày 24 tháng 11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội sản xuất vận chuyển trái phép hàng tấn ma túy và cất giấu trong bao xi măng nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Đây là một trong những chuyên án ma túy lớn nhất mà Bộ Công an triệt phá thành công trong thời gian gần đây. Theo đó, vào đầu tháng 8 năm 2023, Cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc cung cấp nguồn tin về hai đối tượng người Đài Loan nghi sang Việt Nam để vận chuyển ma túy, ngụy trang theo tàu đánh cá. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Ngày 20 tháng 9, hai đối tượng cầm đầu lại nhập cảnh vào Việt Nam, đến kho hàng ở Hải Phòng và chỉ đạo bốc rỡ các bao tải chứa ma túy cất giấu trong bao xi măng. Sáng ngày 22 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, Viện Khoa học Hình sự và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp các kho hàng. Tại kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Phát ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cảnh sát thu giữ 30 bao tải không nhãn mác. Mỗi bao khối lượng 25 kg, kết quả giám định 30 bao chứa ketamin, tổng khối lượng 750 kg. Ban chuyên án bắt giữ đối tượng cầm đầu Liêu Chí Hoài, sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc, mời 5 đối tượng có liên quan về cơ quan điều tra để làm rõ. Đối với cái chuyên án này thì có thể nói là chúng ta bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu Liêu Chí Hoài. Đây là đối tượng tốt nghiệp đại học và có kiến thức về hóa học. Và đây là đối tượng trực tiếp chỉ đạo cái việc sản xuất này. Sản xuất không phải nước chúng ta, ở nước ngoài, và vận chuyển về chúng ta, và chúng ta đã phát hiện bắt giữ. Tất nhiên là chúng ta phối hợp tốt với các cái đối tác, các tổ chức quốc tế. Mở rộng điều tra, ngày 24 tháng 9 tại Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh này bắt giữ Phạm Duy Khánh, sinh năm 1988 ở Hà Tĩnh, là lái xe khách được thuê chở các bao tải chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét xe của Khánh, lực lượng chức năng thu giữ 22 bao tải được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của xe khách, cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Kết quả giám định cho thấy 22 bao chứa ma túy dạng ketamin, khối lượng 550 kg. Theo phán đoán của lực lượng công an, sau khi nhận thêm 22 bao ketamin này, các đối tượng sẽ cất giấu tổng cộng 52 bao chứa 1,3 tấn ketamin, xếp lẫn trong các bao xi măng, vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ. Và rất nhiều chất bây giờ là báo cáo thật công chí là chúng ta đang phải từ cái kết quả thu giữ đấy chúng ta giám định ra cái loại mới. Tôi nói đơn giản như cái chuyên án này là các đối tượng ra 5 công đoạn, 4 công đoạn đầu là hoàn thành ketamin và sau đã dùng một loại chất vào tẩy sang là block ketamin và cái chất đấy là phủ lên cái loại này. Đấy. Và quá trình vận chuyển nếu bắt được thì không bao giờ chúng ta chứng minh được. Nhưng mà sang cái nơi tiêu thụ thì theo công thức các đối tượng sẽ dùng một loại khác và đưa vào chúng lại hiện lên. Đấy, đây rất mới và chuyên án đặc biệt nhất là cái này thì chúng tôi cũng đã làm việc với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và đây báo cáo chí là Viện Khoa học Hình sự rất khó khăn trong việc giám định kết luận. Tại cơ quan điều tra, Liêu Chí Hoài khai cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài, sau đó lợi dụng để mua tiền chất, hóa chất sản xuất ma túy tổng hợp. Ma túy thành phẩm được vận chuyển về Việt Nam qua tuyến đường bộ tập kết ở Thái Bình, sau đó đưa ra Hải Phòng để xuất đi nước thứ ba. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng có gần 4.900 camera được lắp đặt ở khu vực công cộng, khu dân cư, tổ dân phố, thôn thông qua hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chỉ còn hơn 1.500 chiếc hoạt động, đa số không rõ nét. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay toàn thành phố có 4.849 camera được lắp đặt ở khu vực công cộng, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, thông qua hình thức xã hội hóa. Hệ thống camera này đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, cũng như đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, số không hoạt động hơn 3.300, chiếm 68%. Trong hơn 1.500 camera đang hoạt động, chỉ có 526 chiếc có chất lượng, còn lại đều không rõ nét, trong khi hiện hệ thống không có kinh phí để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Hiện thành phố Đà Nẵng đang tích cực thực hiện dự án hiện đại hóa trung tâm chỉ huy, kết hợp với hệ thống camera, công vụ,
đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và các phần mềm quản lý thông minh giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Dự án sẽ triển khai hệ thống rộng khắp thành phố với các camera được trang bị kỹ năng thông minh như nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe và cảnh báo tự động. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi vào lớp 10 công lập Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 vẫn gồm 3 môn toán, văn, ngoại ngữ với cấu trúc bài thi tăng cường câu hỏi vận dụng thực tế. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh sẽ làm bài 3 môn tự luận, toán, văn và ngoại ngữ đều tính điểm hệ số 1. Trong đó, toán và văn có thời gian làm bài 120 phút, ngoại ngữ 90 phút. Nếu đăng ký vào lớp 10 chuyên, tích hợp thí sinh, làm thêm bài môn chuyên, tích hợp trong 150 phút. Nội dung đề thi lớp 10 nằm trong chương trình trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi không chỉ dừng ở việc kiểm tra kiến thức môn học của học sinh, mà chú trọng kiểm tra năng lực vận dụng, đọc hiểu, tư duy logic. Sở chủ trương tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế. Cấu trúc đề thi sẽ đảm bảo tính phân hóa phù hợp cho việc tuyển sinh. Đặc biệt năm nay, thí sinh vẫn được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập, không phân biệt khu vực nhưng ưu tiên trường gần nhà, tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không thể theo vì xa trường. Thưa quý vị, trong 10 tháng đầu năm 2023, tại Bình Dương có tới 64.310 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Có nhiều trường hợp đã đóng tiền trên 10 năm vẫn làm hồ sơ rút bảo hiểm. Theo thống kê, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tập trung nhiều nhất ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Về tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bình quân từ 5 năm 3 tháng đối với nam và 6 năm 3 tháng đối với nữ. Nhiều trường hợp làm việc trên 10 năm vẫn làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội một lần. Theo phân tích của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Dương, nguyên nhân khách quan do trong năm qua, Bình Dương tiếp tục chịu ảnh hưởng khó khăn, tình trạng lao động mất việc làm tăng và thiếu việc làm kéo dài. Người lao động gặp khó khăn về tài chính, khó tìm được việc làm mới, đến khi họ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, sau 12 tháng nghỉ việc, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Nên người lao động chọn rút bảo hiểm xã hội một lần để có khoản tiền trang trải cuộc sống gia đình. Ngoài ra, chính sách bảo hiểm xã hội một lần khá thông thoáng, dễ dàng nên người lao động chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần để giải quyết khó khăn về tài chính trước mắt. Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ tháng 8 đến nay, dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng và dự kiến tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Cả nước vẫn còn 128 ổ dịch ở 28 tỉnh và thành phố. Cập nhật mới nhất từ Cục Thú y, từ đầu năm đến ngày 21 tháng 11, cả nước xảy ra hơn 570 ổ dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi tại 530 xã của 40 tỉnh, thành phố. Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là hơn 24.200 con. Hiện nay, cả nước còn 125 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 28 tỉnh, thành phố, vẫn chưa qua 21 ngày. Số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy tại các địa phương này là hơn 7.300 con. Theo Cục Thú y, dịch bệnh tả lợn châu Phi gia tăng vừa qua có nguyên nhân do không có kiểm dịch nội tỉnh, trong khi giết mổ nhỏ lẻ chiếm đa số. Khoảng 27.000 cơ sở, giết mổ tập trung được hơn 460 cơ sở. Bên cạnh đó, hệ thống thú y cấp tỉnh và cấp huyện hiện nay rất lỏng lẻo, không đảm bảo nguồn lực triển khai phòng chống dịch bệnh do các địa phương sáp nhập vào trung tâm dịch vụ nông nghiệp.